Hello, teachers. How are you today? I am not fine. And you? I'm okay. So what's wrong with you? I have fever. So you can try to drink more water, okay? To get better. Okay, so do you remember what did we learn in the last lesson? Bài trước chúng ta học về nội dung gì nhỉ? Nhớ Do you remember? We learn about We listen about a story about the and treasure and practice listening and reading. Thế là chúng ta đã học một cái nghe một cái bài về một cái loại kho báu đúng không? A treasure. Okay. And how about grammar? Về ngữ pháp thì sao? Mình ôn tập lại nội dung gì? Mệnh đề quan hệ à cô? Yes, correct. In English we say relative clause, right? Yeah, relative clause. Yes. So now let's start with today's lesson. Now, in the first activities, you will guess the country with the flag. Tức là chúng ta sẽ dựa vào cái lá cờ đây và đoán được quốc gia. Do you know any picture? Nhìn, mình thử nhìn tất cả xem cô sẽ làm biết cái lá cờ của nước nào không? Có. The first one. Japan. No. Japan. Yeah. Near Japan is which country? Đất nước nào nhỉ? Hàn Quốc à? Yes. Hàn Quốc là gì nhỉ? South Korea. South Korea. South Korea. Yeah. South là gì nhỉ? Là phía Nam. Còn Korea chính ra là Triều Tiên ấy, Hàn Quốc hay còn gọi là đất nước Nam Triều Tiên. South Korea. Wow. Korea. Next. America. Not here. Here is America. Yeah. So, Australian. Yes, Australia. Yeah. Okay. Next. I don't know these countries. Okay, I think you know, but you don't remember. Colombia. Colombia. Nước này rồi đúng không? Wow. Colombia. Again, can you say it? Colombia. Yes. Next. Brazil. Yeah, Brazil. Yeah. Next. England. Yes, correct. Or we say England chỉ là một cái nước nhỏ. The United Kingdom. Yes, the United Kingdom. Kingdom. Là Vương quốc Anh, đúng không? Yeah. And England is belong to the United Kingdom. Tức là nằm trong Vương quốc Anh. Next. I don't know this country too. It is near the United States. Mexico. Yeah, Mexico. Mexico. Yeah, Mexico. Người
Mexico thì mới là Mexican đúng không? Còn này là Mexico. Spain. Yes, okay. In the middle. Argentina. Yeah, Argentina. America. Yes. Or the United States. Yes, the United States. Next. I don't know these countries. So how about the last one? You know, cả hai cái cuối mình đều không biết đúng không? Đây là mình biết nhưng mình không biết cái lá cờ của nó thôi. This is Egypt. Gì à? Egypt. 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 Which country? Là nước nào nhỉ? Tây Ban Nha à cô? À, no. Ai Cập. Ai Cập. Yes. Yeah. And the last one is Tây Ban Nha. Tây Ban Nha tiếng Anh là gì nhỉ? Start with S. Spain. 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 Yeah. Yeah. In Egypt. Okay. One more time, can you? South Korea. Yes. Australia. Yeah. Colombia. 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 Yes. Brazil. Yeah. England. The United Kingdom. Yes. It is near the United States. Mexico. Yeah. Spain. Mm-hmm. Argentina. Yes. The United States. Very good. Egypt. Mm-hmm. And Spain. Yeah, excellent. Okay, now you will make the sentence with this picture to tell me who did you meet. Thế là mình sẽ làm theo cái ví dụ như này. For example, can you read the example here? At 4 o'clock, I met a Mexican girl who is good at soccer. That is number one, picture number one. Start. Là chúng ta sẽ bắt đầu ở đây. Giờ ở đây là mấy giờ nhỉ? 4 giờ đúng không? Nên mình sẽ có câu là gì? At 4 o'clock. I met a Mexican soccer girl. A Mexican girl. Good at soccer. Và mình sẽ phải có sử dụng cái gì nhỉ? Who is good at soccer? Tức là đây chị bạn, đây nó là gì nhỉ? Cái người mà giỏi ở môn đá bóng mà. But I mean the grammar point. Cái điểm ngữ pháp ở đây là who is good at, tức là mệnh đề. Mệnh đề quan hệ. Yes. Không, tức là mình sẽ phải sử dụng cái cấu trúc là thời gian này, thì có thể là tháng hoặc là giờ, thì mình sẽ phải là dùng cái giới từ cho hợp lý, đúng không? Sau đó là tôi đã gặp người nước nào đó. Thì mình có thể, thực ra bài này là luyện tập để cho mình rèn cái cách đặt câu, nên là không thể tự nghĩ ra cũng được. Và sau đó là mệnh đề quan hệ. Okay, with the verb at the end of the picture. Okay. Mathieu. In April, đúng không? April là tháng mấy nhỉ? Tháng
5 mà cũng ai đó. Tháng 5 là May đúng không? January, February, March, April. Tháng 4 là mấy? Tháng 4. Yeah. Bắt đầu đặt câu nào. Can you make the sentence? In April, I was new at school. No. Ý cô là gì nhỉ? Thì sẽ phải nói là tôi đã gặp ai đó. Sau đó cái mà dòng trước ở dưới này để mình sử dụng ở trong mệnh đề quan hệ. Ví dụ, đầu tiên mình sẽ đoán trước đây là cậu bé người nước gì đã. Ví dụ vẫn là người Mexico đi nhá. Mình sẽ làm nói là gì? Tôi đã gặp cậu bé người Mexico. Ai? In April, I met Mexican boy who is new at school. Who was new? Đúng không? Đây là mình đang nói về quá khứ đúng không? I met you. Thì quá khứ đúng không? Thì cái câu đó về sau nó cũng phải là ở thì quá khứ. Right? Yeah. Yes. Next sentence. In the summer, I met a Mexican girl loves who was loves swimming. Mình sẽ không sử dụng là was love. Mà love, nếu mà mình muốn chuyển sang quá khứ thì mình chỉ phải thêm gì? ED đúng không? À vâng, vâng đúng rồi. Không, chứ không có chuyện là to be và động từ như thế. À vâng. Yes. Okay, next sentence. I go to visit the child who is from Colombia. Câu này yeah. Như là người ta làm mẫu. Ở đây phải là gì? The child. Không phải the child. Children, but child. Child, again. Child. Yeah, child. But children. Can you see the chat box? Yeah. Yeah. Children. Children. Child. Child. Next. Khi mà bay đến Colombia thì chắc chắn là phải gặp một cậu bé người gì? Người Colombian. On Tuesday, I met a Colombian boy who can play chess. Who can luôn đúng không? Khi mà mình nói là tôi có thể làm gì đó thì mình sẽ nói gì? I can thì cũng tương tự như vậy. Who can play chess? Okay. Cái bản thân cái đại từ quan hệ ấy, who ấy nó đóng vai trò như một chủ ngữ trong cái mệnh đề quan hệ. You understand? Yeah. Okay. Next sentence. On Saturday, I met a Colombian girl who likes kayaking. Kayaking. It is a type of sport. Môn thể thao. Okay. Next. Go to visit the child who is from Mexico. Go to a country that has blue on its flag. Đọc lại cho cô nào. Câu picture 7. Go to visit the child who is from Mexico. Is it child? Cô vừa phân biệt cho mình là gì nhỉ? Children, but child. It's a child.
là cái từ cô ấy mình phải chuyển thành số nhiều hả cô? Không, ý cô là cái cách phát âm của mình ấy. Không phải là the child, mà là the child. Child. Uh-huh. Nhớ nhá. Okay. Picture. On Friday, I met a Mexican boy who can write Chinese. Okay. Next. 10. Đây là mấy giờ? 6 giờ kém 15 đúng không? Wow. Sẽ là gì? 5 giờ kém 15 đúng không? Uh-huh. 5 giờ kém 15. Là gì? 4 à. At 4 40 I 40 mm-hmm. 45 I met a Mexican girl who loves singing. Yes. Next. Go to visit the child who is from Korea. Yes. On tháng đúng không? Mình sẽ dùng giới từ gì? In August. Yes. I met a Korean girl who like sailing. Yes. In next. The winter, I met a boy Korea. I met a Korean boy who likes snowboarding. Yes. Stop. Korea là nước đúng không? Còn người Korean. Korean. Yeah. Next. Go to an English speaking country. Yes. Next. Nước nào mà nói tiếng Anh nhỉ? Có thể là gì? 7 o'clock. I met English boy who can speak Spanish. Very good. Go to visit the child who is from the United States. Yes. In January, I met a English girl who would United States. Nước gì nhỉ? Nước Mỹ đúng không? Thì người Mỹ sẽ là American. Yes, an American girl. Yeah. Who good at skiing? Good at là một tính từ nhá. Good là tính từ đúng không? Thì phải trước nó phải là có to be đúng không? Who is good at skiing? Yes. Go to visit the child who is from Spain. Yes, finish. Thank you. Next activities. Now you have to write that or who. Yeah. Sẽ làm rồi. Read out loud the sentence. Venison and so không nghe à? Không nghe. Yes. Không cần, mình có thể bỏ qua bởi vì mình có thể chọn luôn rồi, mình biết được đáp án luôn. The man who is sailing ice cream. In the park. Is em tưởng phải nghe cho cô bởi vì Italian với Spanish thì yes, this is the answer for choose, tức là chúng ta sẽ phải chọn ở đây, tuy nhiên thì không có file nghe nên mình có thể là chọn một cái đáp án bất kỳ. Yeah. Park is Spanish. The yes. Ice cream that he makes is great. He only come to the park in July and August. Cái mục đích chính của bài này là mình sẽ luyện cho cô cái mệnh đề quan hệ. When we use who, when we use that.
Now can you translate this sentence? The man who. Cái người đàn ông mà đã mua cây kem ở trong công viên. Vừa rồi mình chọn là gì? Spanish. Người Tây Ban Nha. Yes. Cây kem đấy là cái cây kem mà người anh ấy đã làm rất tuyệt. Anh ấy chỉ tới công viên vào tháng 7 và tháng 8. Yes. Who is selling? Là người đã mua hay là người đã bán nhỉ? Người đã mua. Mua là động từ buy. Sell là động từ bán. Để ý một cái chi tiết nữa đó là he makes người, tức là cái kem mà anh ta làm ra. Ai là người làm ra kem, người bán hay người mua? Người bán ạ. Yes. Who is selling? Nhớ cho cô sell là bán, buy là mua. Can note it down on the notebook. This girl is Korean. She usually reads after dinner at 8 o'clock. The book she is reading now is a British book. This is a funny book. The star of this book is a girl who can talk to monkeys. Yes. A girl who. Chẳng không là người. Can you translate it? Đây là một người con gái. Korean là mình nước gì nhỉ? Nước Hàn Quốc đúng không? Mình nước gì nhỉ? Đây là một cô gái người Hàn Quốc đúng không? This girl is Korean. Em tưởng là phải South Korean chứ. South Korean. Đây là một cô gái người Hàn Quốc. Cô ấy thường đọc sau bữa tối vào 8 giờ. Yes. Quyển sách cô ấy đọc, cô ấy đang quyển sách bây giờ cô ấy đang đọc là một quyển sách của người Anh. Yes. Nó là một quyển sách đọc vui nhộn. Yes, hài hước. Quyển sách này rất là hài hước, hoặc là nó là một quyển chuyện hài. Wow. Ngôi sao của cái quyển sách này là một cô gái. Cái người mà có thể đọc cho con những chú khỉ nghe. Talk to là đọc đến cho những chú khỉ nghe. Người mà có nói chuyện với ai đó. Talk to me, nói với tôi. Yeah. Đọc thì sẽ là gì nhỉ? Read. Ở đây từ the star mình có thể dịch là gì? Cái nhân vật chính trong câu chuyện. The star of this book. Thay vì mình dùng là gì? Character đúng không? Mình có thể dùng the star. Cách dùng khá là hay. Okay. Now you will make this word in order to make the correct sentence. Tức là mình sẽ phải làm gì? Hoàn thành sắp xếp lại các từ đúng không? Phục hồi lại và viết. Number one. The man who nerves Australian running. Nope. Sẽ phải như nào nhỉ? Có ai dùng là who is love không? Còn đấy cô giáo bảo là mình sẽ không dùng to be và động từ cạnh nhau đúng không? Bây giờ đây là mình phải xác định xem đâu là cái ý chính và đâu là cái mệnh đề phụ. Cái mệnh đề phụ sẽ là mệnh đề mà bổ sung nghĩa. À, chính xác.
Yeah. Yeah. Man is. Manner của cô. Có thể, tức là mình sẽ xác định xem là người đàn ông này là người Australia hay là cái người đàn ông. Tức là nhá, mình sẽ giống như cái câu vừa nãy mà mình I met một cái người nào đó, who is, đúng không? Ở đây mình sẽ có thể là câu ví dụ trong câu số 1 nhá. The man is Australian who loves running. Là gì? The man is running. Hoặc là mình có thể nói như này xuôi hơn này. The man who loves running is Australian. Đúng không? Tức là người đàn ông, người mà thích gì? Thích chạy. Yes, thích chạy thì là người? Là người Úc. Yes, là người Úc, chính xác. Can you make number two? This woman who the place who gì? Nhớ nhá, cái yes, cái đại từ quan hệ nó chính là chủ ngữ trong câu mệnh đề, trong cái mệnh đề quan hệ. This woman who plays very well the guitar. Thường thì hạn từ nhá, ví dụ như là very well thì nó sẽ nằm ở cuối câu, người mà chơi guitar rất tốt. Sắp xếp lại nào. Thì mình sẽ đọc là this woman who plays the guitar very well. Uh-huh. Yeah. Chính xác. Yeah. Tiếp tục the full sentence. Đọc cả cái vế sau cho cô nào. Is a Mexican Mexican. Okay, can you translate it? Đây là một cái người phụ nữ, cái người mà chơi đàn guitar rất là giỏi. Đấy là một người Mexico, một nhạc sĩ Mexico. Chính xác. Next. China is a country. Country là người hay là vật hay là... Là vùng. Yes. Cái xưa kìa. Mình sẽ dùng gì? Who hay là that? That là China. Cái mà đúng không? China ear. That countries. Ear gì? À, ear countries. That make many things. Very good. Next. The United States ear countries that plays baseball. Yeah, baseball. Baseball là môn bóng chày, đúng không? Okay, now you match the picture with each sentence. Tức là mình có các lá cờ các quốc gia ở đây, đúng không? Now, sentence number one. Australian, đúng không? So, which picture? Number B. B. Sao? Number two, Mexican musician. Mexican. Nah, which picture? Yes. C. Three. D. Yes. And the last one. A. Very good. Okay. So, can you tell me what have we studied today? We study today is practice about reading. Every reading. Speaking thì đúng hơn bởi vì mình không phải là mình học bài đọc mà là mình lắng âm nói. Yeah. Speaking. Yeah. So speaking about what? Về chủ đề gì?
about countries. We are speaking about countries in the world, right? Yeah. Very good. I also remember to learn by heart the vocabulary, tức là học từ mới. Yeah. And remember to do the homework. Thank you. Bye-bye. Goodbye, teachers.